Chào thầy và các bạn, em tên là Trịnh Anh Tuấn. Hôm nay em xin trình bày về bài tập 9 của môn vi xử lý. Thì với bài này, ta có bài tập như sau, đó là viết chương trình đo nhiệt độ và hiển thị nhiệt độ từ cảm biến LM35 lên giá trị 2 dòng của LCD. Thì bài này em xin trình bày tiếp theo, đó là về mặt nguyên lý của bài này. Đầu tiên là em có đó là một con vi điều khiển 16F887. Em sẽ đặt giá trị cho con vi điều khiển này là có tốc độ là 20 m. Sử dụng một bộ reset tự động, một cái mạch reset tự động chờ nối với chân master clear. Sử dụng thợ ăn ngoài với 20 m và hai giá trị cân tụ nhỏ để lọc nhiễu cho thợ ăn. Và bài này em có đó là đầu tiên em có một con LM35 nối vào chân RA1. Em sẽ đặt tên cho LM35 này là RA35 thứ hai. Và một con LM35 em sẽ nối với chân A0 để phù hợp với cái bài này. Và cũng như là em cũng có đó là một LCD có cách chân RS, RW và E nối với các chân RE0, RE1, RE2 và các chân data em nối vào thứ tự như là R4, R5, R6, R7. Thì đây là sơ đồ nguyên lý mặt của em bài tập chính này. Tiếp theo em xin trình bày về phần code của bài này. Đầu tiên em khai báo một thư viện, đó là thư viện 16F887 cho con vi điều khiển. Em khai báo đó là ADC với tốc độ đó là 10 bit. 10 bit tại vì ADC trong con vi điều khiển có giá trị đó là 10 bit. Em sử dụng thợ ăn ngoài. Dùng hàm delay với tốc độ là 20 sub clock đó, với tốc độ là 20 m. Khai báo cách chân cho LCD. Bin A2, E2, E0, E1 nó sẽ tương ứng với chân enable, rs và rw trong cái mạch nguyên lý hồi nãy em có trình bày. Và các tên data thì data 4 tới data 7 để truyền dữ liệu từ con vi điều khiển qua LCD. Thì em nối các chân tương ứng như là D4, D5, D6, D7. Và em sử dụng một hàm nữa, đó là hàm LCD.C. Thì hàm này sẽ hỗ trợ cho mình sử dụng LCD một cách dễ dàng hơn. Em khai báo hai cái biến với giá trị đó là 16 bit, biến nhiệt độ 1 và nhiệt độ 2 trong bài này. Về chương trình chính, đầu tiên em khai báo set chip, em khai báo cái chân chip của D và E cho số mức 0 để là khai báo cộng D, bọc D và bọc E là chân xuất dữ liệu. Đây đây là một hàm em khi mà bắt đầu sử dụng LCD thì mình khai báo cái hàm LCD init để bắt đầu sử dụng LCD. Và tiếp tới là em setup ADC. Setup ADC đó là cài đặt cái ADC này có sum clock, cài đặt sum clock cho ADC. Tại vì khi rồi sum clock cho ADC nó sẽ hoạt động tùy theo vào sum clock, nếu vào sum clock lớn thì sẽ ADC cái bộ chuyển đổi ADC sẽ nhanh hơn. Và em cài đặt cách chân của ADC, khai báo cách chân ADC. Đầu tiên em gọi là SAN0 chân A0 và SAN1 chân A1 với SVD là hai chân khai báo của ADC, hai chân so sánh trong cái hàm ADC này. Tiếp theo em cài đặt một chân ADC channel, đó là cổng hiện tại đang sử dụng của chân ADC. Em khai báo chân không này tương ứng với là chân em đang sử dụng chân pin A0. A0 là con LM35 thứ nhất. Nhiệt độ 1 bằng viết ADC đọc cái giá trị từ con LM35 thì LM35 nó sẽ đo nhiệt độ khi mà nhiệt độ tăng lên một đơn vị.
thì cái thì gõ ra tương ứng đây này sẽ tăng lên 10 mV, 10 mV, và đọc vào trên ADC như em đã khai báo trong phần code hồi nãy, từ cái bộ chuyển đổi ADC để phân tích cái input này, và vi điều khiển bắt đầu là sẽ hiện hiển thị lên hai dòng của màn hình LCD. Nhiệt độ 1 bằng viết ADC đọc trên ADC chia cho 2,046. Cái này là sai số step của ADC. 2,046 thôi. LCD go to XY11. Đó là sẽ hiển thị cái dòng temperature, dòng tem này ở vị trí xuống, ở vị trí bên góc trái. Nhiệt độ 1 và LCD Go to XY có tọa độ là 81 thì sẽ in cái không ít DF. Thì trong bản mã hexa thì không ít DF nó sẽ tương ứng với cái ký hiệu nhiệt độ bên nhiệt độ C của mình. Và con LM35 thứ hai cũng khai báo tương tự như con LM35 thứ nhất, do cái em không khai báo song song, tại vì khi mà xét trên ADC channel này là mình sử dụng trên nào thì mình sẽ chỉ có được xét trên đó, và mình sử dụng khi mình không có sử dụng xét cùng lúc hai trên được. Này, xét trên ADC channel, đây là trên pin A2, A1, pin A1 ở trên RM35 thứ hai. Nhiệt độ đọc cũng đọc từ trên, nó sẽ lấy dữ liệu của trên A1 này, nó đọc vào và nó phân tích, nó qua bộ chuyển đổi ADC nó phân tích và nó sẽ hiện lên LCD. Đây là ký hiệu nhiệt độ, và lặp lặp lại cái chương trình này. Đây là bài phần code, bài chính của ngôn vi xử lý. Em xin trình bày qua bài phần mô phỏng của ngôn vi xử lý. Để em kiểm tra chương trình. Em setup cho vi điều khiển có tốc độ là 20 chạy chương trình. Đã thấy đây là nhiệt độ VL1, VL351 sẽ hiển thị trên dòng 1, VL352 sẽ hiển thị ra ngoài. Khi mà tăng lên một nhiệt độ thì đồng thời vi điều khiển cũng sẽ nhận cái điện áp ra tăng lên từ con LM351 qua vi điều khiển xử lý qua bộ ADC và hiển thị LCD. Nó nhấp nháy là do cái sai số của LM35 này và cái độ cái sự làm tròn số trong vi điều khiển, cho nên là cái sai số nó cũng có. Đây, khi em giảm nhiệt độ xuống đây 22 độ C, đây 21. Tăng nhiệt độ lên. Thì nó cũng có sai số nhỉ. Sai số tương đối là do cái sự làm tròn trong cái phần code của mình. Do nó tự làm tròn trong phần code. Cho nên là cái input ra này, cái giá trị hiện tại nên là nó sẽ không chính xác, nó sẽ không chính xác lắm, nó sẽ những cái sai số. Nhưng mà nó sẽ có sai số tương đối là nhỏ. Đây là, em xin trình bày xong về bài tập chính của môn vi điều khiển.
Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.